Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay mình sẽ lên cho anh em một lít đồ như anh em thấy ở đây anh em nhá. Một vài cái cục dàn kiêm giải mã toàn những con rất là VIP thôi. Và một bộ dàn mini cũng khá là rẻ, có một vài mã mình thanh lý cho anh em nhá. Xin chào anh em, đều luôn đẹp trai vẫn như mọi ngày thôi. Số điện thoại Luân ở ngay góc trái màn hình đây là 0965673502. Số điện thoại mình ở ngay bên cạnh là 0976663776 anh em nhá. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào ở bên mình có thể alo cho mình hoặc Luân để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ đi vào sản phẩm ngay. Thì đầu tiên ngày hôm nay mình sẽ có hai con tai nghe, và xin thưa với anh em hai con tai nghe đây. Đây là hai con tai nghe anh em nhé. Thì con đầu tiên là một con đến từ thương hiệu, anh em sẽ nhìn thấy là thương hiệu Radius anh em ạ. Radius anh em nhé, một trong số những cái thương hiệu mà chuyên sản xuất những cái dòng gọi là dòng bộ đàm các kiểu đấy anh em, dòng bộ đàm các kiểu. Đấy. Con này luôn nó rút hết cái dây ra trông cho nó gọi là thời thượng như anh em gái. Còn đây thì là sẽ là con tai nghe củ tai đây, anh em nhìn củ Hausen anh em nhá. Củ Hausen của con Radius này thì trông nó cũng khá là khủ khoằm anh em ạ. Riêng cái dòng này thì tất cả là củ bằng hợp kim nhôm tất anh em nhá, hợp kim nhôm tất không phải bằng nhựa đâu. Cũng khá là ngon. Con này thì sẽ có mic đàm thoại anh em ạ, có mic đàm thoại các kiểu, sản xuất ra để dùng cho iPhone nên nó sẽ sử dụng chân cắm Lightning anh em nhé, chân Lightning để anh em cắm vào cái chân sạc của iPhone đấy, thì bên trong này sẽ có tích hợp một con giải mã trong này luôn. Và chất âm con này thì cũng khá là ngon, nó sẽ tương đương với những con Sony anh em nhé, những con Sony đấy. Nhưng quan trọng nhất là nó sẽ phải sử dụng dây thôi, anh em sẽ cắm vào trực tiếp cái đít con iPhone thôi đấy. Hiện tại con này thì mình đang thanh lý cho anh em đây 300.000 anh em nhé, thì thanh lý cho anh em giá chỉ có 200.000 thôi. Và bao ngon luôn của Hausen đây. Chất âm thì tương tự như thằng Sony, khá là ngon tại vì con này tích hợp con giải mã riêng. Thế là chất âm khá là ok anh em nhá. 200.000 cho con Radius này. Và tiếp đến đây thì sẽ là một con cực kỳ VIP anh em nhá. Con tai nghe cực kỳ VIP đến từ thương hiệu Audio Technica. Luôn cầm một tớ cái máy quay gái để giới thiệu anh em con này. Thì xin thưa với anh em, củ đây. Anh em sẽ nhìn thấy củ Hausen của con này anh em nhá, nó sẽ có hai phần khối, hai khối driver ở đây. Anh em ạ, hai khối driver tích hợp trong một hộp cộng hưởng anh em nhé. Thì con này nó chính là cái con công nghệ tích hợp, được tích hợp với công nghệ hybrid của hãng Audio Technica. Thì hybrid là gì thì như mình đã giới thiệu với anh em ở rất nhiều những video trước rồi, nó sẽ chứa hai củ driver, tức là công nghệ kép anh em nhé, công nghệ kép như xe ô tô hybrid vậy đấy. Công nghệ kép của con này thì nó cho một giải cân bằng và một giải như kiểu là một con nó sẽ đảm nhiệm với chức năng súp anh em nhé. Chất âm đánh cực kỳ căng, căng hơn những dòng bình thường là chuyện tất nhiên. Ngoài ra thì con này pin của nó khá là bền, pin đây, pin nó tích hợp ở trong cái củ này anh em nhé, cái củ bên này thì nó pin nó sẽ được khoảng tầm 8 đến 10 tiếng, cực kỳ bền rồi. Và nhiều anh em hỏi con này sẽ made in ở đâu thì xin đưa với anh em đây, em nhìn kỹ nhá, made in China. Tất cả những con tai nghe Bluetooth thì 99,9% là made in China anh em nhé. Đây là cái phím điều hướng và đây là cái lỗ mic của nó này anh em ạ, đây là dây đeo quàng cổ anh em nhé. Đấy. Và con này sẽ sử dụng chân sạc đời cao là chân sạc Type C, anh em sẽ hoàn toàn sạc được bằng những cái chân sạc của những cái điện thoại đời mới bây giờ anh em nhé. Đấy. Đây các cái phím bấm điều hướng ở hết trên mặt trên này. Đấy. Và hiện tại con này thì mình để cho anh em giá cực kỳ tốt luôn anh em nhé. Mã này đợt này về giá tốt hơn rồi. Hiện tại mình để cho anh em giá 799.000. Nó gọi là cái mã thần tài lớn anh em nhé. 799.000 với cho anh em. Ngày trước con này là 850, giờ đã tốt hơn rồi. 799.000. Đấy, về duy nhất một màu sữa, kem sữa anh em nhé. Con này nhìn màu này thì khá là sạch sẽ. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là hai mã túi da, lại vừa mới về xong anh em ạ. Hai con túi da, dòng túi da ngang anh em nhé, cực kỳ đẹp, anh em sẽ nhìn thấy đây. Các cái lớp da bò, những da bò nguyên miếng anh em nhé. Rồi, cái thẻ tang da của nó anh em sẽ nhìn thấy đây. Thẻ da thì bao xịn luôn anh em nhé. Tất cả các cái về phần may của con này thì anh em sẽ nhìn thấy này, các cái đường chỉ may cực kỳ đẹp và không có một cái đường chỉ thừa nào hết anh em nhé. Các cái chốt móc khóa này được, sẽ được làm bằng cái miếng da anh em nhìn, miếng da thật toàn bộ. Đây, ngăn khóa kéo anh em thấy không? Đấy, toàn bộ là lớp chống nước anh em nhé, chống nước toàn bộ, anh em hoàn toàn yên tâm là dùng con này thì sẽ siêu bền luôn. Bên trong đây đấy, hàng hãng này nó sẽ có cái lớp lót ở bên trong này đấy. Và xin thưa với anh em, con túi này thì nó là con túi nhảy từ nhà máy ra anh em nhé, nó chỉ thiếu duy nhất một cái logo ở đây thôi thì sẽ thành hàng hãng luôn đấy. Đây, phía sau này miếng da liền nguyên miếng khá là lớn anh em nhé. Đấy, một cái ngăn phía sau đây mình sẽ bóc cho anh em xem, đúng không? Duy nhất thiếu một cái khâu KCS nữa là sẽ xuất ra thị trường và sẽ vào store, sẽ lên giá khoảng tầm 4-5 củ. Trong nói chung là rẻ nhất là phải trên 3 củ. Hiện tại giá bên mình cực kỳ tốt. Dây đeo anh em nhìn nhé, dây đeo toàn bộ là dây dù dạng bóng, dạng cao cấp luôn.
Đấy. Nó là dạng túi size lớn mà mình sẽ đo kích thước cho anh em xem. Con này ngang nó sẽ được khoảng tầm 26 phân anh em nhé. Chiều ngang 26 phân. Và con này cao sẽ được khoảng tầm 21 phân. Ôi cho anh em. Đấy. Kích thước cực kỳ ok. Để được tương đối nhiều đồ. Nếu mà để con này để anh em đi ngân hàng mang về tầm được 5 tỷ anh em nhé. 5 tỷ mang về. Đi học, đi làm, đi chơi được rất ok. Và bây giờ bạn Luân sẽ lên form túi cho anh em xem. Và trước khi lên form túi thì mình xin phép đưa ra cái giá cho anh em. Đợt này giá yên nó xuống anh em nhé. Nên là con này về giá tốt hơn. Và hiện tại sẽ tốt hơn được 20.000 cho anh em. Và hiện tại con này chỉ còn 800.000 anh em nhé. Trước là 820, bây giờ 800.000 anh em nhìn. Đấy, con này là dòng túi size lớn mọi hôm mình vẫn bán đấy. Hôm nay về thì cũng được 1-2 cái thôi. Nói chung bọn này nó về lắt nhất đó. Còn phụ thuộc vào cái vấn đề nhanh tay nhanh mắt của anh em bên Nhật cơ. Chứ không phải là tự nhiên về được đâu anh em. Đây, em nhìn các cái đường chỉ may nó rất là đẹp. Không một đường chỉ thừa luôn anh em nhé. Rất là đẹp, hàng hãng mà anh em nhé. Rồi, luôn cười cái. Chả cười, tươi phết nhỉ anh em nhỉ, đẹp dai. Thì đấy là con túi ngang anh em nhé. Con túi ngang to. Và về tiếp được một con túi. Là con túi đứng anh em nhé. Con túi đứng. Cái dòng túi này thì nó kinh điển hơn cái dòng túi ngang. Túi ngang thì mới xuất hiện thị trường khoảng 2-3 năm trở lại đây thôi. Và đây là dòng túi đứng. Con túi này thì cũng anh em nhìn các thớ già này. Đều tăm tắp anh em ạ. Đều được tuyển chọn anh em nhé. Đều được tuyển chọn từ những con bò nuôi ở chân núi Phú Sĩ. Ăn cỏ, gọi là vừa ăn cỏ vừa ăn tuyết luôn. Đây, các thớ da anh em nhé, rất là đẹp đúng không? Rồi, ngăn kéo khóa anh em nhìn này, các lớp chống nót tuyệt vời luôn. Tốt luôn anh em ạ. Quay đeo anh em nhìn. Không một sợi chỉ thừa đây này, những chỗ chi tiết anh em nhìn này. Đấy. Nó có những cái đốm mà bọn nó làm cực kỳ gọn anh em nhé. Đấy. Đây là các cái chốt đinh để phục vụ anh em vừa tăng tính thẩm mỹ vừa làm cái túi nó sách nó chắc chắn hơn. Nó sẽ có bao gồm 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn và tất cả là 4 ngăn anh em nhé. Đấy. Con này thiếu một duy nhất một cái logo hãng ở đây. Nói chung là anh em mình chả quan tâm đến hãng làm gì, đúng không? Để nguyên thế này, cam kết chất lượng xịn là được. Thẻ tang ra đây anh em nhìn này, đúng không? Cao cấp, dây đeo này, đẳng cấp luôn. Kích thước luôn đỏ tớ đây. Con này kích thước chiều cao. Chiều cao thì sẽ là 26 phân, 27 phân anh em nhé, cả quai. 27 phân cả quai. Và chiều ngang. Chiều ngang sẽ là 21 phân anh em nhé. 21 phân. Đấy. Con này chỉ là con túi ngang nó quay đứng lên thôi. Dòng chú bé liên lạc. Hiện tại con này cũng là 800.000 anh em nhé. Mà luôn mà sẽ đeo lên form cho anh em luôn bây giờ. 800.000. Giá siêu tốt luôn. Đợt này tệ nó xuống một ít anh em ạ. Nó xuống. Thế thành ra là giá về nó sẽ tốt hơn. Ngày xưa ở bên Nhật có cái này đeo đi làm sướng. Con này đi học đi làm đi chơi đều rất ok anh em nhé. Em tiến sách bằng cái túi bóng nhựa anh em. Dòng túi đứng anh em hiểu không? Luôn là ở bên Nhật được 5 năm ở bên Nhật anh em nhé. Bên đấy kiểu gì cũng phải có túi. Ở bên Nhật 5 năm. Ngày xưa bạn ở huyện nào bên đấy? Thành phố nào? Nakagawa. Yokohama anh em. Đấy, anh em thấy không? Mà luôn là tiền thân ở bên Nhật, 5 năm ở bên Nhật nói đúng, chung là đúng cảng ấy. Mỗi tội có một cái điểm tiếc nuối nhất của bạn Luân mà bây giờ đến bây giờ về vẫn hay tiếc. Đố anh em biết cái điểm gì? Luân đố biết được cái điểm gì tôi đang nói điểm gì. Chưa trả thù dân tộc cái gì. Chật vai. Chưa trả thù dân tộc được anh em ạ. Bên đấy đáng nghĩa là phải đi đưa gái Nhật đi để mà phục vụ công tác trả thù dân tộc anh em nhé. Đấy, ok, nhiều lúc mình nói những câu chuyện vui thôi. Con túi rất là đẹp với cái giá là 800.000 tròn anh em nhé. Đợt này về tốt hơn được 20.000. Rồi. Và tiếp đến đây thì sẽ là đây là những cái cục âm ly kiêm giải mã. Toàn là những con series rất là cao cấp mình gửi đấy anh em. Hôm nay có 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, và trước khi vào cục này thì mình xin giới thiệu với anh em. Đây, dọn. Đây nhá, đây là cái bàn dọn để phục vụ anh em, để dọn đồ cho anh em. Như em nhìn thấy đây, đây là đang dọn một cái mã khá là cao cấp của thằng Onkyo. Mà như anh em nhìn này, đúng không? Phải tháo nguyên cả cụm mắt này ra ngoài, anh em nhá. Đây anh em nhìn này, tháo nguyên cả cụm mắt ra để test cho anh em, xem có ngon không. Đây, với công nghệ anh em nhìn này, đấy. Test cho anh em, mình test thử cho anh em nhá. Đây này, tháo ra anh em nhìn đây nhá. Anh em nhìn mền đúng không? Đúng không? Đẹp như mới luôn, cái bọn này bên ngoài thì có thể là có những vết xước sát, nhưng bên trong anh em nhìn này, đúng không? Đẹp như mới không tì vết anh em ạ. Đây, chỉ tháo ra để vệ sinh bụi bặm rồi dọn lại mắt mũi CD cho chạy thật ngon cho anh em thôi. Và anh em nhìn này đúng không? Tháo dọn một con nó mất công lắm anh em ạ. Mất công cả một ngày trời đây này anh em nhìn nhá. Anh em thấy không? Đấy. Ok chưa? Đấy. Nó phải ngon như thế này rồi mới đưa vào, mới đóng vào để đến tay anh em. Đấy. Anh em thấy không? Nói thật là một dọn một con máy nó cũng khá là vất vả. Ngoài cái việc là tuyển chọn sẵn từ bên kia những con máy đẹp trước để cho nó về thì là mình sẽ nhàn hơn anh em ạ. Chứ còn nếu mà về những con máy nát thì mình nói thật với anh em là công bỏ ra để dọn nó không bỏ
anh em hiểu không? Đấy, những con máy đẹp nó sạch sẽ, bên trong bên trong anh em nhìn này, nó rất là sạch sẽ như một con máy gọi là như một con máy nguyên bản, gọi là mới tinh luôn. Bóc ra như thế nào thì bây giờ vẫn giữ nguyên như thế anh em nhé. Anh em nhìn đẹp. Đây và hàng xó than đây này. Mình giới thiệu anh em nhé, con này là con Onkyo N7SX thì phải luôn nhỉ? N7SX. Đây, anh em nhìn này. Đây, cái dàn xó than nó đây này. Đấy, nó bắt vào cái tấm tản nhiệt ở đây này. Anh em thấy không? Đấy, phần công suất anh em nhé. Đấy, còn đây là cái dàn xò này thì không phải là dàn xò công suất, mà dàn xò này là dàn xò điện anh em nhé, để cấp điện cho cả cái bộ dàn này. Đấy, đây là cái biến áp anh em nhìn này. Đấy, mình giới thiệu sơ qua thôi, tại vì nhiều anh em cũng không thể hiểu được cái vấn đề này nên mình sẽ không chuyên sâu cái video này. Mình thấy cái cục này ở đây thì mình sẽ giới thiệu anh em một phần về công tác dọn đồ thôi. Anh em nhìn đây, mắt này, tất cả mắt mũi cam kết mắt Nhật zin tất anh em nhé, mắt Nhật zin toàn bộ luôn, và mình sẽ tháo ra lau dọn cho anh em. Ở đây anh em nhìn này, đồ để tháo ra, để lấy đồ để phục vụ thay cho anh em, toàn những cái con máy nguyên bản thôi anh em nhá, toàn những con máy nguyên bản chứ không phải là bê về một phát là cứ thế là lên đường cho anh em luôn được đâu. Nhiều anh em cứ bảo zin từng con ốc thì mình khẳng định nhà mình không bán những cái máy zin từng con ốc đâu, tại vì bắt buộc phải bóc ra để dọn cho anh em để máy nó có sự ổn định anh em nhá, sự ổn định anh em về mới dùng được bền được. Đấy rồi, không nói miên man để khâu sửa nữa, bắt đầu vào những cái sản phẩm ngày hôm nay luôn. Thì xin giới thiệu với anh em, con ở trên cùng này là cái mã rất là cao cấp anh em nhé. Con đầu này là nó là một trong số những con series cao cấp của thằng Onkyo. Con này là con Onkyo CR555, một trong số những cái mã mà gọi là thuộc chuẩn 2RED của Onkyo. Tại sao lại gọi là 2RED? Tại vì 2RED là những cái con mà có thể chơi được USB, được chơi trực tiếp được nhạc lossless anh em nhé. Nhạc lossless là một cái nhạc có chất lượng chuẩn gọi là như CD đấy, thì nó gọi là nguồn nhạc lossless, nhưng mà nó được lưu ở trên máy tính và copy vào USB để anh em có thể cắm vào đây chơi được. Nó sẽ chơi được cái đuôi nhạc WAV này, WMV này, đuôi nhạc FLAC này. Đấy, những cái đuôi nhạc lossless nó con này chơi được tất anh em nhá. Và riêng về cấu hình của con này thì xin thưa với anh em, đánh 4 con sò than, đánh cực kỳ căng. Những cặp loa bass 30 nó chơi tuốt tuần tuột toàn bộ. Mặt nó đây anh em nhìn nhá. Mặt con này về thì có 1-2 vết xước anh em nhìn đây đây. Nói chung vết xước rất là nhỏ thôi, không đáng kể. Núm volume thì tiện, toàn bộ là kim loại, được tiện CNC hết anh em nhá. Núm nhôm toàn bộ tiện CNC. Mặt thì sáng đẹp này. CD con này thì chạy mắt 213 nên là mắt CD con này, xin lỗi anh em nhé, mắt Sanyo 101P. Đấy, hầu như các loại mắt mình sẽ nhớ hết anh em ạ. Nhưng mà nhiều con mà mình chưa động vào bao giờ thì nói thật là phải mở máy ra để nhìn mắt thì mới biết được, tại vì nhiều anh em cứ hỏi con này dùng mắt gì mà nhiều lúc mình chưa vấp con đấy thì mình cũng không biết được anh em nhé. Mặt trước con này sẽ bao gồm chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt tất này, bát chép này và ba lăng này, tất cả trên mặt đây là PM bát, tức là cái chức năng super bát anh em nhé. Đấy, toàn bộ cái công nghệ lọc nhiễu con này thì nó không ghi trên mặt thôi, nhưng con này cũng được cái tích hợp với công nghệ VL Digital anh em nhé. Đấy, giống ở bên dưới này, VL Digital cũng được tích hợp sẵn như con này, và chất âm này cực kỳ ngon, giải mã 24 bit. Con này thì tương đương với CRD2 bên dưới anh em nhé, tương đương với cái mã bên dưới CRD1, CRD2, mà chất âm của nó con này thì khá là đẳng cấp, và mình sẽ quay mặt sau cho anh em xem. Nhìn form mặt sau anh em sẽ thấy sự gọi là cao cấp của con này. Đây, form mặt sau anh em nhìn thấy đây. Công suất con này sẽ là 68W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Dòng đời cao sẽ made in Malaysia này anh em ạ. Đánh những cặp loa bass 30 thoải mái luôn anh em nhé. Chất âm ra thì như âm đi đèn, mình thật căng như âm đi đèn. Optical in thì sẽ có một đường và hỗ trợ một đường Caussian in để phục vụ anh em giải mã này, cả hai đường luôn anh em nhé. Antenna FM phục vụ nghe đài, và con này sẽ đến 90 thôi anh em nhé. Anh em lưu ý một chút, những con đời cao ổn hiệu chỉ đến 90 thôi. Line in loud đầy đủ anh em nhé, không thiếu bất kỳ cổng nào, và đây hỗ trợ thêm một cổng AUX của đường 3.5 nữa này. Đấy. Rắc cắm nguồn sẽ là rắc nguồn số 8 anh em nhé. Mình sẽ bán dàn thì mình sẽ bắt buộc phải tặng kèm anh em cả cái dây nguồn luôn, và mặt nhôm anh em nhìn này, nó thiết kế đều về cái giao diện phẳng, những con đời mới đều về những cái giao diện phẳng, phẳng feel rất là đẹp anh em nhé. Đấy, anh em nhìn được không? Đẹp. Và hiện tại con Onkyo CR355 này mình đang để cho anh em nguyên cục dàn, giá 3.800.000 anh em nhé. 3.800.000 cho con Onkyo CR555 ôi cho anh em, một trong số những cái mã rất là VIP của thằng Onkyo anh em nhá. 3.800.000 ok chưa. Tiếp đến bên dưới thì là một con cực kỳ kinh điển thằng Onkyo, anh em sẽ nhìn thấy con Onkyo này, Onkyo CRD2 anh em ạ. Đấy, CRD2 thì con này có cái hay ở chỗ, xin thưa với anh em, tích hợp ở trong con này sẽ là cái công nghệ VL Digital, một trong số những công nghệ lọc nhiễu được mua từ châu Âu về anh em nhé. Hãng Onkyo đầu tư tiền để mua công nghệ này về châu Âu, tích hợp vào đây, lọc nhiễu bằng vector, cho ra chất âm cực kỳ sạch tiếng,
Nếu mà anh em chơi cái con này chỉ làm CD thôi thì nói thật là chất lượng âm CD nó ra sẽ tương đương với những CD 5, 7, 10 triệu là chuyện bình thường anh em nhá. Ngoài ra thì chơi nếu mà chơi kẹp loa vào đánh trực tiếp thì con này mình nói thật là sạch tiếng, sạch sẽ. Đánh hay như âm đi đèn anh em ạ. Như âm con âm đi đèn luôn. Và thậm chí con này có thể kẹp được những cặp loa bass 30 vào chơi thoải mái anh em nhá. Và đây mặt trước anh em sẽ nhìn thấy này. Toàn bộ là mặt nhôm hết và nó là cái mặt nhôm xước cao cấp anh em nhá. Mặt nhôm là giả xước này anh em nhìn. Nhôm giả xước cao cấp đúng không? Màn hình rất đẹp đúng không? Đấy. Tích hợp CD con này sẽ CD sẽ chạy mắt 213 này cực kỳ lành. Đây cũng là nhôm hết anh em này. Đấy. Đèn H volume. Ok chưa anh em? Đấy. Các cái nút chỉnh tông trực tiếp trên mặt này, bát này, chép này. Đấy, đúng không? Và đây chế độ direct nhưng mà đi chuyên nghiệp anh em nhá. Đấy. Các cái tùy chọn on off này, direct on off này, đúng không? Ok chưa anh em? Đấy. Và con này thì như anh em nhìn thấy ba cái cổng mặt trước này, hỗ trợ một cổng phone này, một cổng line in, một cổng line out, toàn bộ được mạ vàng tất anh em nhá. Và cái cổng line in ở mặt trước này sẽ là tích hợp một cái mạch pre, tức là mạch nâng tiếng để cho anh em chất lượng con này nó sẽ cao cấp hơn anh em nhá. Kết nối điện thoại TV thoải mái qua cổng AUX. Ngoài ra thì con này sẽ có giải mã 24 bit chuẩn và là một trong số những con giải mã cực kỳ cao cấp anh em nhá. Hai hồi bên này của nó sẽ là hai miếng nhôm cực kỳ dày anh em ạ. Hai miếng nhôm siêu dày và con này ốc nó bắt trên nắp lưng ở bên trên anh em nhá. Nó đúng chuẩn là âm ly series cao cấp luôn anh em. Đấy, phía sau đây. Anh em nhìn này. Cọc loa thì toàn bộ cọc loa bắp chuối trong suốt anh em nhá. Trong suốt bên trong là đồng nguyên khối anh em nhìn. Là cấp đúng không? Bên trên này là chân đen này, chân mát này, bên dưới là chân đỏ, anh em sẽ nhìn được cái viền viền đỏ đen này nó thể hiện đấy nhá. Rất dễ. Công suất con này thì sẽ là 80W và điện nguyên bản 100V và cũng là dòng đời cao made in Malaysia. Dây nguồn anh em nhìn này, dây nguồn to, to như ngón tay luôn anh em nhá. Tiếp đến là súp điện ao, kẹp anten FM phục vụ nghe đài, đúng không? Các cái đường line in lao đầy đủ và sẽ có optical in và out phục vụ giải mã 24 bit và riêng con này giải mã 24 bit thì anh em sẽ yên tâm nó lọc nhiễu qua hai lớp. Một lớp lọc nhiễu cân bằng tiếng bằng con chip PCM. Đấy. Và tiếp theo nó sẽ là lọc nhiễu bằng công nghệ VL Digital anh em nhá. Còn lọc nhiễu bằng tụ thì bên trong 100% toàn chơi tụ nichrome luôn, rất là ngon anh em ạ. Đánh 4 cái sò than và anh em sẽ chơi được những cặp loa bass 30 như mình vừa nói ở đầu video. Và hiện tại con âm ly Onkyo CRD2 kiêm giải mã các kiểu này mình sẽ bán cho anh em với giá cũng rất là tốt, chỉ có 4.500.000 anh em nhé. 4.500.000 cho một con chơi hay như âm ly đèn mà CD thì chơi ngon như những con CD khoảng tầm 5-10 triệu, chuyện bình thường anh em nhé. Ok chưa? Và cuối cùng ở bên dưới này thì xin thưa với anh em một cái mã cũng khá là VIP của thằng Denon. Con này chính là con Denon ME2DV anh em nhé. Thôi chết rồi, gậy quay hết pin rồi luôn ơi. Xin thưa với anh em, con bên dưới sẽ là con âm con cục dàn Denon ME2DV anh em nhìn này, đúng không? Một cái mã dàn cao cấp của thằng Denon mà có chơi DVD anh em ạ. Và xin thưa với anh em con này cực hiếm trên thị trường luôn anh em nhá. Thiết kế vẫn là giao diện cân đối này, đúng không? Nhôm cực kỳ dày anh em nhá. Nhôm cực kỳ dày, dày hơn 1 ly anh em ạ. Giao diện cân đối nhôm dày, đúng không? Và tiếp đến chức năng con này mình xin giới thiệu như sau. Đầu tiên con này sẽ đọc ghi MD cực kỳ tốt anh em nhá. MD của thằng Denon thì không phải bàn rồi, đọc ghi cực kỳ ngon. Chơi DVD, chơi CD, chơi VCD anh em ạ. Đĩa MP3 WMA chơi tuốt tuần tuột không tha một loại đĩa nào. Và được tích hợp với công nghệ rất đáng giá của thằng chơi DVD chính là công nghệ ProRes Scan anh em nhé. Quét đa phân luồng trên mặt đĩa cho chất âm ra cực kỳ mịn tiếng anh em ạ. Cực kỳ mịn tiếng. Tương đương với những con CD khoảng tầm 5 triệu cũng là chuyện bình thường luôn. Anh em nào chơi con này kiểm chứng giúp mình nhá. Đấy. Con này thì sẽ có giải mã 24 bit chuẩn và sử dụng chuẩn giải mã PCM. Đấy. Bát chép sẽ chỉnh trực tiếp trên mặt anh em nhìn này. Super bát này, chép này, đúng không? Và chế độ direct là chế độ ngắt mạch bát chép ra như mới đi chuyên nghiệp luôn, đúng không? Tiếp đến là công nghệ Sara, đúng không? Chế độ này các chế độ wide giả lập này, đúng không? Đây optic đây. Sitte để phục vụ nghe nhạc này, đúng không? Wide giả lập, sitte phục vụ nghe nhạc. Đấy. Ok chưa anh em? Đấy. Tiếp đến là FM sẽ đủ 108, anh em sẽ dùng full đài Việt Nam và có thể dò đài trực tiếp trên màn mặt. Tất cả con này dùng full chức năng trên mặt luôn anh em nhá. Công nghệ tích hợp con này sẽ bao gồm đây. Donable Digital Bluetooth 2, Donable Vital Speaker để giả lập âm thanh này anh em nhé. Đây là giả lập công nghệ 5.1 này. Và tiếp theo một công nghệ 5.1 nữa chính là công nghệ DTS anh em nhé. DTS Surround, Subround. Đấy. Ngoài ra con này sẽ hỗ trợ một cổng pop thu in ở mặt trước. Nó sẽ có tích hợp một cái mạch pre để cho anh em chất tiếng nó căng hơn anh em nhé. Để hỗ trợ một cổng phone nữa này. Mặt con này nói chung con này đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Con này cực kỳ đẹp luôn đấy. Con này hàng đấu giá về mà anh em nhé. Hàng đấu giá về đẹp xuất sắc. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Công suất con này cực kỳ lớn này, 70W và điện nguyên bản là 100V.
các cái đường đây, optical in này, giải mã PCM anh em mình thấy không? Đúng không? Giải mã chuẩn 24 bit PCM anh em nhá. Đánh loa sẽ loa từ trở kháng từ 6 đến 16 ô, cọc loa toàn bộ cọc loa bắp chuối tất, nghe chưa? Tiếp đến là đường xuất video này. Đây là FM AM để phục vụ em kẹp vào để nghe đài, và con này sẽ đủ 108 nhá. Anh em dò full đài Việt Nam. Các đường line in out đầy đủ này, và có xanh đỏ tím vàng để phục vụ em config thành bộ dàn 5.1 luôn anh em nhé. Tích hợp cực kỳ nhiều công nghệ châu Âu này anh em nhé. Đây, cả cái chứng chỉ về hình ảnh của Kodak coi. Máy ảnh Kodak thì anh em biết rồi đúng không? Chất lượng hình ảnh của Kodak thì chuẩn chỉ không phải bàn rồi. Đấy, con này được chứng chỉ về hình ảnh. Và hiện tại con Denon ME2DV mình đã để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại giá chỉ có 2.800.000 anh em nhé. 2.800.000 cho một cục siêu VIP của thằng Denon này. Nói chung nó là một cái con chơi ngon, mà giá thì bây giờ đến hiện tại bây giờ siêu tốt luôn anh em, đánh được những cặp loa bass 25cm trở về rất là căng anh em nhá. Rồi, thế là cọc số 01 mấy con rất là VIP. Tiếp đến cọc số 02 thì sẽ là cái series mình sẽ có một con mình thanh lý cho anh em để phục vụ anh em về làm giải mã anh em nhá. Đây anh em nhìn này, Kenwood đấy, Digital AUX này, tức là con này sẽ là cái Kenwood SG55 và có giải mã 24 bit chuẩn mà mình đang để nó hiện trên mặt đây này. Unlock tức là chưa anh em, chưa cắm cổng quang vào anh em nhé. Mình sẽ giới thiệu chi tiết của con này như sau. Mặt toàn bộ mặt nhôm tất anh em nhìn này, toàn bộ mặt nhôm tất. CD MD con này thì đọc ghi tốt này. CD con này thì rất là tiếc, nó chơi 3 CD và hiện tại bây giờ nó kén đĩa rồi anh em nhé. Kén đĩa rồi thì coi như là bỏ luôn. Đấy, không phải kén đĩa mà nó kẹt đĩa anh em ạ. Đấy. FM con này thì xin phép anh em chỉ đến 90 thôi. Anh em có thể dùng con này mua về làm giải mã, đánh âm ly, chơi hay những cặp loa bass khoảng tầm 20cm trở về, đánh rất là mịn tiếng. Giải mã chỉnh bass chép con này có thể chỉnh trực tiếp trên mặt luôn anh em nhé. Bass chép chỉnh trực tiếp trên mặt tất. Cục dàn có những vết xước sát, anh em nhìn thấy cục dàn về có những vết xước sát phía sau. Công suất con này như anh em nhìn thấy là 65W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Đấy, kẹp loa sẽ trợ loa từ 6 đến 16 ô, ngồi chơi anh em. Đấy. Kẹp đây là kết nối thiết bị bên ngoài có đường AUX này, optical in phục vụ giải mã 24 bit đây anh em nhá. Đây đường sub điện out này. Đây là các đường kẹp anten AM FM phục vụ nghe đài. Ngồi chơi anh em, đây được phần công suất. Cái phần biến áp mà lồi hẳn ra phía sau, lồi một cục luôn. Ngồi chơi anh em, biến áp rất là to và nặng, cục này cũng siêu nặng luôn. Toàn bộ mặt nhôm tất anh em nhá. Và hiện tại con này thì mình xin phép thanh lý cho anh em, giá chỉ có 799.000 anh em nhá, cho cục Kenwood này. Mỗi anh em mua về làm giải mã 24 bit. Chất âm rất là hay, một trong số những cái mã hiếm hoi của Kenwood mà mặt nó toàn bộ mặt nhôm và mặt trước hết. Bình thường Kenwood hay sản xuất mặt nhựa anh em ạ, con này mặt nhôm tất anh em nhá. Mặt nhôm tất. Rồi, 800.000 anh em nhá. 799.000. Tiếp đến con dưới cùng này thì sẽ là một cái mã cũng khá là cao cấp của thằng Onkyo, nó chính là Onkyo N7X anh em ạ, một trong số những cái mã gọi là thuộc cái diện gọi là cửa trên của Onkyo rồi anh em nhá. Màn hình toàn bộ màn hình xanh huyền thoại này, đèn hát xanh này, đúng không? Rất là đẹp. Con này sẽ có chơi đĩa MD và con này chơi 2MD anh em nhá. 2MD thì nó sẽ có đĩa đọc đĩa không, anh em lưu ý một chút này, chơi MD thì lưu ý một chút là những cái dòng chơi 2MD này có đĩa đọc đĩa không anh em nhá. Tiếp đến là chơi CD bên dưới thì CD bọn này thì chơi quá đỉnh rồi. Mắt vẫn là mắt 213 kinh điển anh em nhé. Đọc ghi, đọc cực kỳ ngon. Xin lỗi anh em là nó không có ghi, CD lấy đâu ra ghi đúng không? Tiếp đến là công nghệ D-Link được tích hợp này, băng tần WiDAS độc quyền được tích hợp sẵn như con này. Mặt trước sẽ hỗ trợ cổng line-in layout mặt trước và hỗ trợ một cổng phone. Thì cổng line-in cũng sẽ có mạch nâng tiếng cho chất âm nó căng hơn anh em nhé, căng hơn. Đấy. Và dòng này sẽ đánh 4 con sò than, anh em hoàn toàn yên tâm đánh những cặp loa bass 25cm thoải mái luôn, chất âm vô cùng chi tiết và hay anh em nhé. Anh em nào muốn chỉnh bass chép con này thì có thể mua thêm con khiển anh em nhé. Khiển học con này thì mình sẽ bán kèm dàn là 100.000 anh em ạ. 100.000 chỉnh bass chép, chỉnh full chức năng con này anh em nhé. Con này thì mình có cái khiển học để có thể học được lệnh con này. Thế đến phía sau, công suất con này như anh em nhìn thấy là 46W điện nguyên bản 100V và made in Japan luôn anh em nhé. Hỗ trợ kẹp loa này, loa trở kháng 4 đến 16 ohm này đúng không? Đây kẹp loa. Đấy. Kẹp anten AM/FM phục vụ nghe đài, các đường optical in các đường optical in đây để phục vụ em giải mã 24 bit và các đường line in line out analog đầy đủ, không thiếu bất kỳ cổng nào anh em nhé. Chơi con này thì cực kỳ ngon. Anh em nào có cặp loa mà bass dưới 25 đánh con này thì phải nói quá hay và chi tiết luôn anh em ạ. Đấy. Và giá con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em là 1.800.000 anh em nhé. Anh em mà lấy thêm một khiển học để chỉnh bass chép nữa là 1.900.000. Ok chưa anh em? Đấy, 1.900.000, giá siêu tốt luôn. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là mấy bộ dàn mini, giá cũng lại cực kỳ tốt anh em nhé. Đầu tiên sẽ là một con Onkyo, mình bán giá thanh lý cho anh em. Con này chính là con Onkyo
7GX anh em ạ. 7GX một trong số những mã cực kỳ kinh điển đàn em của thằng X7 anh em nhá. Con này xin lưu với anh em, chạy full mọi chức năng anh em nhá, chạy full tất cả chức năng. Đấy. MD đọc ghi tốt này, chơi cực kỳ ngon, và mặt trước toàn bộ mặt nhôm, anh em sẽ nhìn thấy con này có một vết xước ở đây anh em nhá. Mặt trước này, toàn bộ mặt nhôm tất. Chơi MD ngon này, chơi CD ngon, CD chạy mắt 213 cực kỳ lành, và như anh em nhìn thấy đây, đang đọc đĩa cực kỳ ok nhá. Tích hợp trong con này sẽ là công nghệ D-Link 2 và băng tần Wired độc quyền, và tích hợp sẵn trong con này. Đấy. Kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX anh em nhé. FM sẽ đủ 108, anh em sẽ dò full đài Việt Nam được. Ok chưa anh em? Đấy. Đánh 4 con sò than, riêng cục này sẽ đánh tốt những cặp loa bass 25cm. Và con này thiếu so với con X7, thiếu duy nhất một chức năng là chức năng giải mã thôi, giải mã từ Smart TV. Anh em là không cần chức năng đấy thì mua con này giá quá tốt rồi anh em nhé. Thứ nhất là đánh loa căng, thứ hai là chơi CD ngon, chơi MD ngon, FM lại đủ 108, kết nối điện thoại, máy tính, TV qua AUX thoải mái. Chỉ duy nhất là thiếu giải mã thôi anh em nhé, thiếu cổng giải mã vàng optical in. Cấu hình loa thì anh em nhìn đây, đây một cặp loa 7GX anh em nhé. Con này thì có mấy cái chân căng, nó bị gãy mất rồi, và con này cũng không có căng anh em nhé. Loa sẽ là đường kính bát là đường kính 12cm, gân cao su zin, màng sẽ là màng toàn bộ là màng sợi keva tất anh em nhé. Núm mũi đạn này, bên trên này sẽ là một con chép đôm dòng đôm 8 feet của thằng Onkyo, toàn bộ từ ghép tất anh em nhé. Đấy, bên dưới này từ siêu to bằng mặt và bọc chống nhiễu toàn bộ. Thùng nhiễu khá là ok đâu anh em nhé, thùng khá được này anh em nhìn này, thùng khá ổn định đúng không? Con loa bên này thì đẹp hơn, con loa bên này thì nó gãy mất mấy cái chân căng rồi. Phía sau anh em nhìn thấy không? Đúng không? Đây là bạn Luân, bạn nhỏ keo thôi anh em nhé, nhỏ keo cho nó cứng cáp hơn thôi. Đấy, chứ không có vấn đề gì cả, không phải là nó dính nước hay gì đâu. Đây là bạn Luân, bạn nhỏ keo. Công suất con này thì sẽ là 70W và trở khá là 4 ôm anh em nhé. Một cặp sẽ là 140W và anh em sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích 40m2. Đấy, và với những con loa trở kháng 4 ôm thì em biết rồi, biên độ dao động của màng loa rất là lớn anh em nhé. Thế là thành ra anh em những cái giải âm nó thấp nhất, nó con này cũng có thể lên tốt luôn. Và với những thụt hơi xẻ rãnh mặt sau này thì chất bát siêu căng luôn anh em nhé. Chất bát nó giải vừa căng mà nó lại có cái độ mềm mịn anh em nhé. Anh em muốn nhiều bát thì để gần vào tường, muốn ít bát thì để xa tường ra một chút là sẽ rất ok. Điều chỉnh âm bát tương đối dễ anh em nhé. Cục dàn đây, công suất là 48W và điện nguyên bản 100V made in Japan luôn anh em nhé. Kẹp loa sẽ hỗ trợ loa từ 4 đến 16 ohm, phun giải trở kháng luôn. Xúc điện ao có này, optical ao phục vụ xuất tín hiệu ra ngoài để giải mã này. Antenna FM phục vụ anh em kẹp để nghe đài. Các cái đường lay in lao đầy đủ, không thiếu bất kỳ một cổng nào anh em nhé. Và giá con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại Onkyo 7GX mã này mình đang để cho anh em giá 1.750.000 anh em nhé. Một trong số những mã chạy ngon tất cả chức năng mà giá cực kỳ thanh lý, 1.780 đấy, anh em thấy không? Giá siêu tốt luôn. Vừa con này bán này. Đây, test luôn cho anh em. Chàng từ khi vào nơi biết nói gì đây. Anh em thấy phần lời của Onkyo không phải bàn, quá hay. Kia này luôn cho biết gì đây. Đọc bài rất nhanh, em chuyển bài cực kỳ tốt luôn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần. Anh em thấy không? Vua của nhạc xưa và nhạc bolero anh em ạ, chơi siêu hay, phần lời ca sĩ nó thể hiện ngoài nói là quá tốt ở trên những bộ Onkyo. Hiện tại mình bán con này bằng đúng bán giá của những con máy cỏ anh em nhé, 1.750. Đấy, ok chưa anh em? Tiếp đến cái mã số 04 ở đây, anh em sẽ nhìn thấy một bộ dàn rất là VIP đúng không? Cái cặp loa quá quen thuộc, tại vì video hôm qua mình vừa lên xong. Hôm qua về được cặp loa, mình tưởng bay mất cục dàn xuống biển, nhưng hóa ra là nó lại hôm nay nó lại về được cục dàn anh em ạ. Nó về được cục dàn, nó lại vào bộ rồi anh em nhé. Thì xin thưa với anh em, đây là một trong số những cái mã Sony SE9 anh em nhé, rất cao cấp của thằng Onkyo. Đấy, anh em nhìn này,
một mã full bộ luôn. Ok chưa anh em? Đấy. Này, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, cục dàn đẳng cấp anh em nhá, một trong số những mã dàn rất là cao cấp. Đấy. Thì mình xin giới thiệu chi tiết về chức năng của con này như sau. Thì đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy cục dàn nó thiết kế theo cái chuẩn khá là dị. Nó dài anh em nhá. Nó dài siêu dài luôn. Đấy, tôi có tem nguyên tem tem Sony ở đây. À, sẽ chơi đĩa anh em nhé, à, chơi đĩa MP3 này, chơi đĩa CD này, công nghệ DTS này, đúng không? Dolby Digital toàn những công nghệ 5.1 này. Tiếp đến là chơi đĩa Super Audio CD này, chơi đĩa DVD, quay cho anh em, đây toàn bộ những công nghệ của những cái dòng đời mới thôi. CD con này chơi đĩa nuốt anh em nhé, đọc đĩa DVD và CD cũng khá là ok, DVD con này đọc rất là ok anh em nhé, đừng nhét đĩa xấu quá đâu. Đấy. Tích hợp trong công nghệ con này thì còn công nghệ đặc biệt và độc quyền bằng Sony, chính là công nghệ Seamaster anh em nhé. Digital âm ly này, đấy, một trong số những con âm ly tích hợp giải mã và cho chất âm giải mã siêu hay luôn anh em ạ. Siêu hay luôn chứ không phải đơn giản là hay. Và cái tấm nhôm mặt trước anh em nhìn này. À, nhôm và nhựa anh em nhá. Nhôm mắt lạnh luôn. Đậy mặt trước này, đúng không? Toàn bộ nhôm tất anh em nhá. Toàn bộ nhôm tất và đến loa đấy cũng thế anh em nhìn này, toàn bộ mặt nhôm hết, đúng không? Toàn bộ mặt nhôm tất. Đây, duy nhất có phím volume. Đấy, các cái phím điều hướng này là cái cần gạt anh em nhá. Rồi. Thì con này CD, DVD cái thứ chạy cực kỳ ngon anh em nhé. Kết nối điện thoại máy tính bên ngoài qua cổng AUX hoặc anh em có thể kết nối giải mã 24 bit chuẩn bằng cái cổng optical phía sau. Tí mình sẽ quay phía sau sau. FM này sẽ chỉ đến 90MHz anh em nhé. Display anh em để tùy chụp chọn các cái phím chức năng ở trên này rất là nhiều công nghệ. Đây, dancer này, các cái chuẩn anh em để nghe nhạc anh em nhé. Pop, đốc, ra các kiểu có thể tùy chọn trên này tất. Với chơi anh em. Đấy. Tùy chọn tất ở trên này luôn. Đấy. Về cấu hình loa thì như hôm qua mình đã giới thiệu với anh em rồi, toàn bộ là mặt nhôm hết và nó là cái mặt nhôm xước anh em nhé, đồng bộ với cả con mặt âm ly, đúng không? Siêu đẹp. Loa sẽ là loa 3 đường tiếng anh em ạ, sẽ bao gồm một con loa bát, hai con loa bát đường kính là 11cm anh em nhé. Màng sẽ là màng carbon ngọc trai, anh em nhìn này, đấy. Màng carbon ngọc trai củ bên trong thì siêu to khổng lồ luôn, củ to đúng mặt ngoài luôn. Bên trên này sẽ là con chép, dòng con chép, chép này chép siêu chép của thằng Sony anh em nhé, chép siêu tần đấy, đấy. Loa 3 đường tiếng, hậu thì cực kỳ sâu anh em nhé. Hậu cực kỳ sâu anh em thấy đây. Đúng không? Hậu cực kỳ sâu, đây nó một vài vết bẩn anh em nhé, chưa lau đâu. Đấy. Phía sau đây. Tổng thể phía sau bộ dàn anh em thấy không? Bộ dàn khá là dị, thiết kế vừa dài vừa sâu. Đấy. Thường những chị em nào thích dài và sâu thì lại chơi con này. Công suất của loa thì như hôm qua mình bảo rồi, không thấy ghi anh em nhé. Chở khá là 6 ohm nhưng mình ước lượng một chiếc loa này nó rơi khoảng tầm 60W một chiếc, một cặp sẽ 120W tại vì công suất chơi căng lắm anh em ạ, chơi rất là căng. À, dây cắm này, dây con này cũng là dây xịn luôn anh em nhé, dây cao cấp này, đúng không? Dây dòng dây cao cấp luôn đấy. Cặp đây là cặp loa này anh em nhé, cặp loa, đấy, cặp loa left right trái phải này. Optical in sẽ có hai đường anh em nhé, hai đường optical in phục vụ em giải mã và một đường optical out. Tiếp đến là các đường xuất video sẽ có ba đường, ba loại video. Đấy. Bên này cũng lại một đường video nữa này. Đây monitor out này, video ở à, đây đường video in anh em ạ. Mình không hiểu cái chức năng này để làm gì đây, video in. MD này, đúng không? Các cái đường kết nối in và out. Đấy, anh em có thể nghe vào những cái cổng này khi kết nối thiết bị bên ngoài để kẹp anten FM phụ nghe đài. Phía sau sẽ có một con quạt anh em nhá. Quạt của thằng Sony thì nó sẽ luôn luôn chạy, nó không như thằng Denon đâu. Bật lên phát là Sony chạy ngay anh em nhá. Sony của nó không có cảm biến ở con quạt này nên là quạt chạy suốt ngày đêm luôn. Đấy, giữ nó luôn luôn mát. Denon thì nó phải nóng trên 80 độ nó mới quay. Denon thì nó để nhiệt tương đối cao. Mình thì mình cũng không thích nó chạy gọi là quá sớm đâu. Quá sớm như này thì nó có cái một cái vấn đề là nhiều lúc nó sẽ có bụi vào mà mình không thích. Đấy. Thỉnh thoảng phải vệ sinh anh em nhá. Còn nếu mà quạt nó có cảm biến thì nó chỉ nó nóng quá nó mới chạy thôi thì anh em mình sẽ giữ được cái bộ dàn nó phần bên trong nó sạch sẽ hơn. Đấy. Anh em thấy không? Đẹp không? Và trước khi ấy thì mình sẽ báo giá, trước khi test con này thì mình sẽ báo giá cho anh em. Con này hiện tại giá mình để cho anh em giá 3.200.000 anh em nhé. 3.200.000 cho cả bộ Sony này. Cao cấp, một series cực kỳ hiếm trên thị trường. Và chất âm này mình sẽ test luôn cho anh em xem. Đây. Cao cấp thì hàng này nó chơi đỉnh luôn anh em ạ. Ngày xưa
chưa anh em, đẳng cấp không? Anh em thấy không? Nói chung nó là một trong số những cái mã cực kỳ đẳng cấp và chơi siêu hay anh em nhá. Nó chơi cực kỳ hay luôn. Nó gần như là trong tầm giá bây giờ con này đang là bá đạo nhất này, 3.200.000 anh em nhá. Tiếp đến con bên này thì nói chung nó cũng là một con khá là kinh điển của thằng Sony anh em ạ, một cái mã gọi là cũng khá quen thuộc. Con này chính là con Sony MD373 anh em nhá. MD373. Đấy. Và đi kèm với cặp loa rất là VIP của thằng Sony, chính là cặp loa Sony SD1 và bên Nhật nó đã ghép sẵn như này luôn anh em nhá. Mình sẽ giới thiệu chi tiết về cục dàn như sau. Đầu tiên về cục dàn thì cục dàn này là một trong số những cái mã máy nằm cao cấp của thằng Sony. Đánh sẽ cực kỳ căng, những cái cặp loa bass 30cm trở về đánh căng luôn anh em nhá. Con này sẽ sử dụng nguồn biến áp là nguồn vàng, đánh chất âm thì rất là lực. Đấy. Chơi MD đọc ghi cực kỳ tốt anh em nhá, đọc ghi ngon. CD con này thì nói chung là nó hơi kén đĩa một tí tí thôi anh em nhé. Có đĩa đọc có đĩa không thì coi như mình sẽ không tính CD vào đây cho anh em. Và tí mình sẽ báo giá cực kỳ tốt cho anh em con này anh em nhé. Kết nối thiết bị bên ngoài qua đường AUX hoặc đường lay ở mặt trước, nó sẽ có mạch Bre anh em nhé. Nâng tiếng đấy, cho cái chất tiếng nó căng hơn. Đấy. Tiếp đến là sẽ giải mã 24 bit chuẩn anh em ạ. Có cái cổng giải mã Optical In 24 bit chuẩn ở trên con này. FM của dòng Sony thì anh em không phải bàn nhiều, nó sẽ chỉ đến 90MHz thôi anh em nhá. Anh em sẽ dò không thể full đài Việt Nam được. Đấy. AM thì vẫn là full đài Việt Nam, anh em hoàn toàn sử dụng ok. Hỗ trợ một cổng phone ở mặt trước nữa. Con này là một trong số con chơi rất đa di năng anh em nhá. Cấu hình loa anh em sẽ nhìn thấy con loa khủng đúng không? Vuốt ve rất là đẹp anh em ạ. Vuốt ve các góc cạnh cực kỳ đẹp anh em nhá. Nó vuốt gọi là trông như một thiếu nữ tuổi gọi là đôi mươi luôn anh em ạ. Củ loa thì rất là gấu, với những củ loa bát lòng vàng anh em biết rồi, chất âm thì siêu ngon anh em ạ, không phải bàn nhiều về Sony lòng vàng nữa anh em nhá. Màng loa toàn bộ gân cao su zin anh em nhá, một trong số những cái dòng gân cao su nhưng mà thuộc cái series cao cấp của Onkyo, siêu mềm luôn anh em, siêu mềm luôn anh em nhìn này. Siêu mềm và độ đàn hồi rất là cao. Củ bên trong rất là gấu luôn. Bên trên này thì là nó sẽ là con chép đôm anh em nhá, con màng hình nón anh em nhìn này, nó như một cái lòng chảo anh em nhá. Nó như một cái lòng chảo ở đây. Để anh em cho cái chất lượng của thằng đôm này cực kỳ ngon. Củ từ bên trong thì siêu to, to gần bằng mặt luôn. Đấy, đấy là cơ bản về cặp loa Sony SD1, không có gì phải bàn về chất lượng con này anh em nhá. Tiếp đến phía sau, anh em sẽ nhìn thấy này. Đấy, tổng thể phía sau. Con này mình nhớ không nhầm một bộ dàn Made in Japan toàn bộ thì phải, đúng không? Cục dàn anh em nhá, công suất con cục dàn anh em nhìn thấy đây, công suất 55W điện nguyên bản 100V. Made in Japan. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm anh em nhé, giải trở kháng tương đối rộng. Kết nối thiết bị line in line out đầy đủ, không thiếu bất kỳ cổng nào anh em nhé. Optical in phục vụ giải mã 24 bit, và đây là kẹp anten FM phục vụ nghe đài. Với cặp loa thì như anh em nhìn thấy đập vào mắt anh em sẽ là cái cọc bắp chuối anh em ạ, cọc bắp chuối. Cứ nhìn thấy bắp chuối là thấy VIP rồi đúng không? Bắp chuối này đã ngon rồi, không phải bàn nhiều. Tiếp đến bên trên sẽ là công suất, anh em nhìn này, công suất là 50W, trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 100W anh em nhé. Made in Japan anh em nhìn thấy không? Made in Japan chưa? Ok chưa anh em? Đấy. Và một cặp này thì xin thưa với anh em, một cặp này thì công suất thì sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích 40m2 trở về. Và cái chất ở con này nó sẽ là cái chất bát của nó cực kỳ căng anh em nhé. Anh em nào đã nghe bát của Sony rồi thì gần như là yêu luôn anh em ạ. Bát nó căng mà nó vẫn giữ được độ mềm vốn có của thằng Sony. Nó là một cái nét gì đấy đặc trưng của Sony, nó khác hoàn toàn với chất bát những con Denon có thứ anh em nhé. Nó khác hoàn toàn luôn. Sony nó một cái bát mà nghe nhiều nó sẽ rất là cuốn. Anh em mà nghe nhạc non stop con này ấy, thì nó có độ dai dứt anh em ạ. Mình nghe nó có độ dai dứt. Ngực nó cứ phập phồng kiểu kiểu vậy. Và hiện tại giá con này anh em nhá, bình thường sẽ là 2.500.000, 2.600.000. Giá hiện tại mình để anh em con này chỉ có 2.100.000 anh em nhá. Giá cực kỳ tốt cho một cái mã dàn VIP này. Luôn đây, kết nhạc của tôi cái. Và luôn mãi mở nhạc cho anh em nhé. Hiện tại con này đang bắt có cục thu Bluetooth anh em ạ. Đấy. Cục thu Bluetooth này thì vẫn giá cực kỳ tốt, 200.000 một cục anh em nhé. Cục thửa Bluetooth 5.0, hàng thửa luôn, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm cho anh em nhé. 200.000. Một con hàng đặt cực kỳ VIP luôn. Mở lên nhà đi bạn.
Tôi thử mạng kết nối rồi. Nhiều Bluetooth lúc connected. Ô đập. Luôn cho bài remix đi, cho nó máu đi luôn này. Remix. Cho anh em nghe đoạn remix. Con này nó gọi là remix, nó là gần như là một thế mạnh của con này. Anh em nào thích nghe remix thì con này nó chưa bật. Một bộ dàn đánh bát cực kỳ căng anh em nhá, mà giá siêu tốt luôn. Những con này nó đập thì gọi là Harmagedon ra chuồng gà tất anh em nhá. Khá căng luôn, 2.100.000. Rồi. Video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Quay video rất là dài rồi anh em ạ. Rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip của ngày mai. Và chúc anh em sẽ tìm được những cái sản phẩm ưng ý ở bên Audio 89. Và xin chào và tạm biệt anh em.